Các bạn nhìn nha, cái màu keo này là chỉ làm để loại này nó cực chín luôn, và nó loại này mình làm là mình chuyên về đánh những cái dòng chim này các bạn, tại vì con này nó lớn hơn con chim sẻ cho nên mình sẽ làm cái loại keo cho nó. Thứ nhất là nó mù, các bạn nhìn này nó rất là nó khô keo, và thứ hai là cái màu nó hợp với cái vỏ cây. Các bạn có thể nhìn này, hai cái màu này này, nhìn này đấy, qua bên này đi, bên này đứng khó thấy quá này, các bạn nhìn này, màu này màu vỏ cây nó gần giống như nhau. Khi mà mình quấn lên cái cây á, khi mà mình quấn keo lên cái cây thì nó điệp với lại cái màu cây nên là con chim nó không phát hiện được, nó không có sợ, cho nên là cái độ tự tin của nó nhảy vào trong cái cây này sẽ rất là cao. Nè, dính cái lá. Và khi keo này khi mình làm mình gỡ ra con chim nó cũng rất là sạch sẽ, y chang như là mình bẫy bằng lồng hoặc là bắt bằng lưới vậy đó, con chim rất là sạch. Keo này biết không, đi ra bữa nay tới mùa vải ở Thanh Hà ngoài Bắc á, Thanh Hà Hải Dương mùa vải á, là đánh sướng lắm đó các bạn có thể đầu tư một cục keo này về, nếu như mà vườn trái cây của các bạn nó bị những con chim chà mào đít vàng này này, đít đỏ này nó ăn nhiều thì các bạn có thể bẫy nó để nó khỏi phá hoại cái trái cây của mình nha. Rồi hai con các bạn ơi. Bố Mr. Chí ha, Mr. Chí chia sẻ kinh nghiệm gỡ chim nuôi. Ví dụ như các bạn về mà có bảy chim chà mào thì keo này đánh rất là ok. Ví dụ dính con chim chà mào thì nó không có bị hư lông. Các bạn nhìn nó này, nhìn như thế này thôi nhưng mà nó khi gỡ ra nó rất là sạch sẽ. Vì cái keo là thiết kế riêng để đánh cái loài chim này nha các bạn. Đây là loài chim. Các bạn đánh những loài này về không đừng có thịt chứ nha, nuôi cho vui thôi ha. Đấy. Nhưng không có bắt nha. Đấy. Để bắt ra thử một con cho các bạn xem đây. Này, nè. Cho anh em xem. Nhìn này, các bạn thấy không? Chim vẫn còn nguyên vẹn hả? À, chim nguyên lông vẹn mà. Lông vẫn bước mát. Đấy, thả ra là bay mút chỉ luôn. Các bạn. Rồi nó đứng ở đây để quay để
gỡ mấy con này cho mấy bạn anh em xem. Tớ lấy vỏ đừng chứ. Cần lấy vỏ đừng chứ. Không cần. Đấy, hai con này. Ba con này. Bốn con này. Đấy. Đây. Các bạn nhìn bắt này. Mở hàng. Bắt mở hàng nha. Trời ơi. Ừ. Đã chưa? Bốn chú chim. Hai con này, hai con nãy có một cặp có con nữa không? Ừ. Không sao, bắt mình sẽ bây giờ mình sẽ cho em nó đi về với nơi nó đã từng tới các bạn ha. Tuyệt vời quá. Ok. Cái này chắc phải rồi, ok, từ từ. Yeah. Rồi ok. Bye bye. 1 2 3. Trời ơi.